Kính thưa sư, sư cho con hỏi, quan niệm sinh mạng người và động vật là như nhau, cứu người như cứu vật, theo quan điểm Phật giáo có đúng không? Con vô tình thấy trên mạng chia sẻ như vậy. Tên chùa Tề Động Vật Ngã được đặt theo quan niệm của nhà Phật, coi con người và vạn vật đều bình đẳng trước tạo hóa. Vật cái khác cái bên ngoài và ngã, bản ngã cái tôi cái nội tại cùng nhau, tức là đồng, ngang hàng là tề. Con không biết quan niệm trên có đúng theo quan niệm Phật giáo hay không, kính mong sư giải đáp. Chúng ta có một sự hiểu lầm. Hiểu lầm ở đây là gì? Là cái mà mình xem chúng sanh như nhau á, là dành cho người thực hành tâm tứ vô lượng tâm, tức là khi tâm họ vô lượng á, họ thương tất cả chúng sanh như nhau. Họ thương con ruột của họ như thế nào thì họ thương một cái con kiến cũng như thế đó. Họ thương tất cả chúng sanh như nhau, không có phân biệt mà cái chúng sanh này họ thương hơn chúng sanh kia, không có. Rồi cái lòng bi mẫn của họ dành cho tất cả chúng sanh là như nhau. Và cái sự bình tâm để hiểu tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng, không có thiên vị bất kỳ một chúng sanh nào và không có ghét bỏ bất kỳ một chúng sanh nào, đó là của người thực hành tứ vô lượng tâm, phân biệt dùm nghe. Còn nói về công đức, về phước á, là có khác nhau. Tức là bây giờ tôi thương một cái người, một anh giữ giới, và tôi cũng thương một cái con kiến nó không giữ giới, nó không biết gì hết. Nhưng mà bây giờ hai người rớt xuống nước, tôi cứu cái anh mà con người mà giữ giới đó, tôi thương như nhau, tôi cứu anh con người giữ giới đó, phước nó vẫn lớn hơn là cái chuyện mà tôi cứu cái con kiến. Khi nói về phước thì mình phải xét loài thú phước kém hơn loài người. Loài người không giữ giới phước kém hơn người có giữ giới. Phàm thì phước kém hơn thánh. Người có, người tại gia thì phước kém hơn người xuất gia. Cùng là phàm hoặc cùng là thánh. Thế cho nên á, là cái chuyện mà quý vị nói là cứu người như cứu vật á, nó kỳ cục lắm. Nó giống như nếu nói cái kiểu đó, nó mang tính chất là vô ơn là nhiều. Ví dụ như bây giờ anh cứu tôi thì cũng như giống như anh cứu con kiến thôi, có cái gì đó tôi phải cảm ơn anh. Hoặc là bây giờ tôi cứu anh thì cũng giống như tôi cứu con kiến thôi, cho nên là cũng không có gì đó. Thì chúng ta hiểu lầm. Và cái hiểu lầm này á, là cái hiểu lầm nó khá là nghiêm trọng, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ. Không biết đại đức Tuệ Tường có chia sẻ thêm gì về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, sư cô hoàn toàn đồng ý với quan điểm của đức hành vậy. Tại vì thưa quý vị, nếu mà mình thứ nhất mình mà thứ nhất là mình học Phật á, không có kỹ, và giáo lý nền tảng mình đó, xin quý vị, mình không có nghiên cứu kỹ như là Phật dạy ở trong tập tạng kinh điển Bali, thì đối với những cái câu mà giống như vậy này nha, cái câu mà như quý vị hỏi đây nè, nghe là sư không có nói là quý vị có tư tưởng như vậy, nhưng mà quý vị nói là có một, nghĩa là có người có quan niệm như vậy đó, nó rất là nguy hiểm. Tại sao đại sư lại nhấn mạnh ngoài để đức hạnh tuệ nhớ nó nguy hiểm, mà sư lại nhấn mạnh chữ nguy hiểm nó như vậy, thì nó dễ sanh một cái nguy biện là như vậy. Con người là chúng sanh, đúng không các bạn? Con vật á, con thú á, súc sanh á, đúng là chúng sanh. Vậy cho nên là chúng sanh bằng nhà, chính vì là con người chưa là chúng sanh, cho nên vật chúng sanh, cho nên là con người chưa đều là chúng sanh, cho nên là con người với con vật nó bằng nhau đó. Rồi có những cái quy biện như vậy mà mình không có tỉnh táo, thì vậy là mình dạ, cho nên nó dẫn đến cái việc cái suy nghĩ là do, có thể là có thể thôi nha, là do
chính cái sự tư duy đó, sự tư duy mà nó gọi là tà kiến như vậy đó, cũng đều gọi là chúng sanh. Cho nên là con người con vật bằng nhau, cho nên nó mới xảy ra cái cớ sự như vậy, nó mới ra cái tư tưởng như vậy. Thì Đức Hành Tuệ phân tích đó, rất là rõ ràng, quá rõ ràng thưa quý vị. Đó, quý vị chỉ cần lắng tâm nghe lại cái phần mà các phần mà Đức Hành Tuệ phân tích là như các con người đi, người không giữ giới với người có giữ giới thì cái phước báo nó đã khác nhau. Không, ví dụ quý vị làm cái chuyện bất thiện đi, chuyện bất thiện đi, mà đối với người mà có giữ giới nha, quý vị xúc phạm với người giữ giới nha, là cái mức độ nặng á, mức độ ác nghiệp nó nặng nặng hơn người giới, còn thậm chí người đắc thiền nữa. Quý vị xem nhiều cái câu chuyện ở trong Pháp Cú đó, cái người mà vì vô minh thôi vậy, cho nên là đắc tội với những cái vị đạo sĩ thôi nha. Ở đây sẽ gọi là đạo sĩ nha, chưa gọi là những cái người đó là tu theo giáo Phật. Phật đạo sĩ mà tu trong rừng giới hạnh nữa, lỡ mình đánh mình đập hay mình chửi mắng này đó thôi, là cái ác nghiệp nó gây ra cho mình là nó kinh khủng thế nào đó. Thì huống chi đến cái người mà thí dụ mình tu trong giáo pháp Phật hoặc là các bậc thánh. Cho nên đó, là một lần nữa trước khi kết thúc câu trả lời này thì chứ cũng mong là ngoài việc quý vị có xem live trực tiếp, quý vị hiểu rõ câu trả lời này nè đó, quý vị nếu quý vị chưa rõ lắm thì quý vị chỉ cần tua đi tua lại, đặc biệt ở cái đoạn mà Đức Hành Tuệ có phân tích quý vị đó, ngay cả cái con vật với con người, rồi một cái con người bình thường với con người giữ giới, mà với một con người giữ giới, một người có tu thiền, rồi một con người phàm phu, và đối với một người thánh nhân, là cái phước báo thiện mà mình hướng đến những cái chúng sanh đó, mình cứu chúng sanh đó, nó thù thắng hơn theo theo theo, theo tuần tự. Và tương tự nếu mình xui mình làm cái nghiệp bất, mình gây cái nhân bất thiện đó, đến người đó thì cái tội ác nó cũng chất ngất thôi vậy. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua